mới tiếp theo vẫn là 20.000 đồng lá vé. Quý vị khán giả mình hãy tiếp tục ủng hộ bé dùng cho tâm thảo vòng loại này 20.000 đồng để quý vị khán giả mình sẽ cùng hướng mắt về sân khấu và cùng thưởng thức một sáng tác của Hamlet Chương có khúc mang tên Ai Rồi Cũng Khác với tiếng hát của Bạch Tiết Minh Minh Chung dành tặng cho Hoàng Tử Em Thê. À, Minh Minh Chung có một cái tên rất là dễ thương là người đẹp Block quý vị. Trời ơi là trời. Bài hát cực kỳ sôi động này xin gửi tặng tới quý vị khán giả mang tên Ai Rồi Cũng Khác nha, mọi người Hamlet Chương.